Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Nhàn Cục TV nha. Thì bây giờ cũng trời cũng sáng rồi đó. Sáng sớm nay mới có một cơn mưa quá lớn rồi. Thì có lẽ là nhà sẽ đi qua để coi thử anh Tiên thứ kia cho cả nhà. Coi nhà có dột hay không nha. Tại vì mấy hôm mà mưa lớn là nhà sẽ dột. Mưa cũng ướt rồi. Bây giờ này hình như còn ngủ gì á, anh còn vô nhà coi thế nào thế nha. À, Tiên còn ngủ. Ủa Tiên còn ngủ hả bé Vy? Anh Phạm Tấn xuống á. Anh Phạm Tấn tính tại vì không có thời gian á, trao làm video để trao tiền cho bé Tiên. Dạ. Thì em có gì chút xíu kêu em chị Tiên thức dậy sớm tí nha. Dạ. Bà ơi. Rồi sáng bác sĩ có vô chưa? Chưa, bác sĩ 8 giờ, nãy có điện rồi. Bà có điện cho bác sĩ rồi đúng không? Có. À, vậy thì để chút xíu bác sĩ vô đi rồi con coi thử tình hình đó là bác sĩ nói như thế nào, bà bị như thế nào á. Dạ, rồi. Dạ, rồi để con sắp xếp con... Nếu mà được á, điều trị ở nhà thì nó khỏe hơn, tại vì bà bây giờ bà gần gũi không đúng không? Rồi. Dạ. Đói à, bé My? Sáng ăn mì gói. Không mua đồ ăn sáng thì sao? Thế tội nghiệp không cả nhà. Mì đang chế mì sáng nha. Thì Tiên cũng còn thức, mới còn ngủ nên nhà để cho em Tiên ngủ. Rồi có gì chút nữa thì em Tiên thức khi nhà quay nha. Ở đây cả nhà, thì hiện tại em Tiên thức rồi nha. Tiên ơi, anh thức chưa? Dạ. À thức hả? Ủa đau cái gì mà khóc như vậy? Dạ. Rồi hôm qua thì đỡ đau mà bữa nay đau nhiều hả? Nguyên đêm ngủ không được luôn hả? Rồi nó đau mà cái chỗ hôm qua mà thay băng á ha. Dạ. Trời sao hôm qua anh thấy em cũng khỏe mà sao tự nhiên hôm đau là dữ giờ vậy? Hả? Thấm hả? Đau. Nó thấm cơ. Thấm thịt á, từ từ nó thấm. Điện thoại đi. Rồi giờ em ngồi lên nổi không? Tại vì biết sao không? em ngồi lên được á. Dạ. Thì cái vết thương nó đỡ hơn. Chắc có lẽ là hôm qua là lúc mình rửa đó thì nó chưa đến nổi. Thì đêm hôm nó thấm là nguyên đêm hôm em không ngủ được luôn hả? Dạ. Mấy giờ mới ngủ được nhớ không? Không có ngủ được giờ nào. Không ngủ được luôn nguyên đêm luôn. Dạ. Rồi như vậy em thấy ngày mai đi ổn không? Thì ổn đi. Dạ. Chứ bây giờ nó đau cái này chắc. Dạ. Chứ phải cố gắng quá. Cố gắng đi lên chợn quá. Chứ giờ nằm ở nhà của này là nguy hiểm lắm, anh nói với em á. Dạ. Trên đó mình có thuốc kháng sinh cao này nọ, mình uống vô nó cũng đỡ hơn. Dạ, nói chung là hồi nãy giờ sớm giờ thì em Tiên giờ này thức thì nghe cô chú anh chị. Thì có một cái chị là chị Văn. Chị Văn đó thì ở Buôn Mê Thuột thì chị có trao một phần quà dành cho em Tiên với bà nội. Thì Nhàn sẽ vô trao cái số tiền của chị Văn và tấm lòng của chị Văn. Nhàn chân thành cảm ơn chị Văn, thay mặt gia đình cảm ơn chị Văn nhiều lắm. Giờ Nhàn sẽ hồi trong em Tiên thì giờ thức nha cả nhà. Ăn sáng thì em cũng ăn rồi. Thì những cái lúc em ăn thì em không có quay, tại vì nó cũng hạn chế để cho em một khoảng thời gian để em nghỉ ngơi này đó. Chứ không phải mà để quay liên tục em như vậy thì em rất là mệt. Nên em thì ít quay nhất nó thẳng. Ừ Tiên ơi. À. À, đang ngồi á hả? À, chào bé Tiên, chào My nha. Thì có một cô, một chị chứ, là ở thành phố Buôn Ma Thuột thì có gửi cho em một ít tiền với lại thêm là gửi cho bà nội để bà nội điều trị bệnh đó. Thì đây sẵn anh trao luôn nha. Dạ thì ở trên video hôm nay thì Nhàn sẽ đọc tên luôn nha, là chị Hồng Văn ở thành phố Buôn Ma Thuột. À, tỉnh Đắk Lắk thì có gửi gắm cái tình yêu thương của chị đến cho em Tiên, là chị Văn có gửi cho em Tiên là 1 triệu để mua thuốc uống nha. Dạ. My cầm giùm nha, và còn đây trên tay Nhàn cầm đây sẽ là 1 triệu nữa để Nhàn gửi cho bà nội để cho bà nội mua thuốc uống. Thì hồi sáng giờ em ăn uống được không? Dạ, uống được mà ăn ngon mà. À, bữa nay thì đau quá đúng không? Dạ, bây giờ nếu thời tiết như thế này em ngủ được không? Không,
À, nằm trên chiếu này ha. Thì trên đây là nói có anh Thanh ở trên thành phố Hồ Chí Minh, ảnh có nói là hôm bữa anh có hứa là gửi cái giường và kèm một chiếc xe lăn, nhưng mà ảnh sắp xếp bữa giờ là chưa có bảo rảnh được. Thì ảnh có nhắn tin đêm hôm cho anh là anh nói là tối nay là anh xuống, thì chắc là ngày mai là thứ ba là tới anh xuống đây trực tiếp, anh xuống anh thăm em, anh trao cho em hai phần quà đó và những cái phần quà riêng của anh nữa, thì sẽ có cái giường cho em. Phải bữa giờ thì anh cũng có xin lỗi nó là anh bận, anh chưa có trao kịp đó, thì có cái giường nằm kiểu đó thì nó khỏe hơn đúng không, và em không cần phải di chuyển tới lui nữa, nâng lên là cũng được, nó dựa cho anh vậy luôn á. Thì ở đây là chị Văn gửi em số tiền như thế này, em có nói gì lại với chị Văn không? Thì nói chung ra cả nhà cũng thông cảm. Hôm nay thì nói chung là nhìn em đau quá, nói thiệt anh cũng xót dữ lắm. Thì quá đau rồi. Thì vậy thôi, giờ em nghỉ ngơi đi nha. My coi cố gắng chăm sóc chị nha em. Anh thì không có gì thì cứ kêu anh. Đau quá. Đó thì là. Rồi bây giờ Nhàn sẽ trao số tiền cho bà nội nha cả nhà. Dạ bà nội ơi. Có chị Hồng Quân á. Chị Hồng Quân dạ ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Chị có gửi cho em Tiên là số tiền là 1 triệu để cho em Tiên mua thuốc và đồ ăn đồ uống, với lại là có gửi cho bà nội 1 triệu để bà nội mua thuốc á. Bà nội uống thì bây giờ cho con hỏi sức khỏe nội, hôm qua thì nội nằm một chỗ rồi. Thì con lợi thì chắc nội cũng không hay đâu phải không? Dạ, uống ngon. Thì hôm nay cái chân nội như thế nào ạ? Nội chân nội là sưng á, sưng nè khớp. Dạ. Khớp. Sưng bữa nay sưng hơn bữa nội ha. Rồi. Dạ rồi là có nghe nói là nó hành sốt nội luôn hả? Dạ hành sốt luôn. Dạ. Nội có ăn uống được không nội? Cũng được đấy con ơi, ăn uống được. Dạ. Thì sau đây con sẽ gửi cho nội số tiền nhé. Để của chị Văn, để cho chị Văn an tâm là con đã trao số tiền này cho nội rồi. Dạ đây nội ơi, số tiền đây là chị Hồng Văn ở Đắk Lắk. Có trao cho nội số tiền là để cho nội mua thuốc uống rồi bồi bổ sức khỏe. Nội có đôi lời nào muốn nói với chị Hồng Vân không ạ? Cảm ơn chị Hồng Vân ở Đắk Lắk. Dạ nói chung chị Hồng Vân thì nội kêu bằng cháu được rồi, tại chị cũng trẻ. Cảm ơn cháu Hồng Vân nha, ở tiệm Đắk Lắk. Dạ ở thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk. Nói chung nội thì cũng lớn tuổi, nội cũng không nhớ cả nhà. Thì bây giờ là nội giữ gìn sức khỏe chứ, để ví dụ như em Tiên đi rồi gia đình đi lên đó nuôi á, thì có mình nội ở nhà, nội còn phải chăm cho ông nội nữa. Dạ cái này là cho con hỏi cái lời, sáng nay có bác sĩ đến đây thăm nội chưa? Có rồi, chích rồi. Chích rồi hả? Chích rồi. Là có nghĩa là bác sĩ đó là mình điện lại họ tới nhà mình luôn. Tới nhà mình luôn. Dạ. Tại bây giờ nếu mà nội á, mà bây giờ đưa ra bệnh viện là bắt nhập viện liền, con dám bảo đảm luôn. Mà nội nhập viện rồi á thì khi mai Tiên đi là sẽ không có ai chăm sóc ông nội. Ừ, còn một mình bà nội à, với ông nội ở nhà. Thì hồi sốt hôm qua á, thì sốt đỡ chứ bà nội? Đỡ, con chích sáng này giờ này đỡ, nó đi luôn, được vậy. Dạ, chung cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe bà nội. Tại vì mấy hôm nay thì cũng thông báo với cả nhà, bà nội thì cái chân sưng quá, bà nội đi không nổi nữa. Nên đó là bà nội không bán vé số, hôm nay nó mấy ngày nội? Nó 3 ngày à. 3 ngày là nội không bán ha. Thì bây giờ trên video này con cũng nói luôn, giờ trước mắt á, thì cũng có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ hỗ trợ cho nội, cũng có số tiền để thuốc men cho nội và đồ ăn đồ uống cho ông nội. Bây giờ bà nội đừng có đi bán nữa, từ từ lại đi ha, để cho giữ được rừng xanh là không sợ không có củi đốt đó. Mình còn anh yêu nằm trên đó nữa mà, yêu không anh yêu không? Chị cảm ơn Quân nha. Dạ nói cho chị mãi cho nó cho tiền đó. Dạ chị Hồng Quân. Chị Hồng Quân em cháu Hồng Quân. Cháu Hồng Quân. Dạ. Ở Đắk Lắk. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Trời ơi điếm đủ không trời, con đưa nhiêu lấy nhiêu, chuyện thiếu cái là lỗ luôn á. Dạ vậy con chúc sức khỏe nội nha. Nội khỏe mạnh để còn sau này hành trình này còn dài lắm, còn lo cho anh yêu này nọ nữa. Dạ con chúc ông nội bà nội luôn mạnh giữ gìn sức khỏe mạnh khỏe. Thì con thì nói chung tới lui đây có cái gì cần cái gì thì cứ kêu con. Đó cứ coi như người nhà đây kêu nhà ơi phụ bà cái này kia chứ bà bây giờ bà ginh cái này kia nặng sao bà ginh được, cứ kêu con thoải mái đi nha, không sao đâu nha.
Dạ rồi. Dạ rồi, nội nghỉ ngơi đi nha. Dạ dạ. Dạ cả nhà, khi em nhàn trao số tiền cho gia đình rồi, trước là bà nội, sau là em Tiên, thì nhàn cũng chân thành thay mặt gia đình cảm ơn chị Hồng Văn đã giúp một số tiền 2 triệu để đến với gia đình em Tiên trong lúc thời gian khó khăn này. Thì trên video này nhàn cũng cảm ơn những lời động viên của cô chú anh chị đã giúp đỡ cho gia đình rất là nhiều, và hành trình sắp tới thì cũng còn rất là dài cả nhà, nên nó là em cũng sẽ còn chia sẻ nhiều để hỗ trợ cho em Tiên. Tất cả cô chú anh chị có xem được video của nhàn thì cho nhàn xin một lượt đăng ký, một lượt like và một lượt chia sẻ để nhàn có động lực nhàn phát triển kênh và chia sẻ những mảnh đời khác nữa chứ không phải riêng em Tiên. Và các cô chú anh chị có xem được video thì cứ liên hệ nhàn trên cái số điện thoại nhàn có ghi trên màn hình đó. Thì một lần nữa nhàn xin chúc sức khỏe tất cả cô chú anh chị và mọi người, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.